Ngày xưa, vào một ngày mùa đông rét căm căm, trên phố có một cô bé cầm giỏ diêm ngồi khuỵu xuống đường vì kiệt sức và lạnh. Cô nhìn mọi người qua lại với ánh mắt mong muốn một ai đó dừng lại và mua cho cô một que diêm. Trời rét quá, giờ mà được đốt một que diêm thì tốt. Nghĩ là làm liền, cô bé run run rút một que diêm ra và quẹt. Hey, ước gì bây giờ mình được đi học nhỉ? Cái nào nó tẩy mày đấy tao? Cả lớp nghiêm. Ngồi xuống, cả lớp lấy sách vở ra chép bài nào. Cái viết được này. Viết được á? Ừ, cậu biết viết không? Cậu chỉ cho nhá. Đây này. Đây nhá, bây giờ cậu biết trực tiếp làm hình luôn được này. Đấy. Ôi, nó còn có tiếng ý. Đấy, đúng rồi, xịn không? Xong rồi nhá, ghi luôn trên màn hình. Đấy, bây giờ mở máy ra, sửa. Mà nhá, chữ cậu mà xấu quá, nó tích hợp ngay chế độ văn bản luôn. Sửa trực tiếp. Với lại nhá, viết xong nốt và kiểm tra lại được cơ. Máy còn có chế độ audio bookmark hỗ trợ sắp xếp và phát lại ghi chủ để cậu dễ dàng tham khảo trong suốt quá trình cậu thuông lại bài giảng nữa đấy. Xịn không? Hai cô cậu kia. Hóa ra là mơ à? Tiếc thế, bây giờ mà được đi học tiếp thì tốt. À không, bây giờ mình phải được đi làm. Đúng rồi, ước gì bây giờ mình được đi làm. Rồi, và đó là chuyên mục marketing của S Channel của chúng ta. Bây giờ đến mục sale, chị My Đặng có thể thuyết trình được không? Tiếp đi. Đi đây em làm gì hả chị? Công việc hàng ngày của My mà. Bấm slide đi em. Như mọi người có thể thấy, trên hình là những hình tròn với màu sắc rất là đẹp. Đây là ốc lợn. Tuần trước em ăn. Lại với nhiều màu rất là đẹp. Còn đây, rất nhiều hình tròn với rất nhiều màu đẹp. Còn đây là chú heo nái. Đấy, tên nó là Minh Khúc. Bản đồ thế giới luôn. Work hard, repeat. Chưa hết pin, chưa dừng lại. 4-5 tiếng rồi. 4-5 tiếng rồi. Dừng đi em ơi. 4-5 tiếng nữa. Nhưng mà còn nhiều pin lắm. Thôi dừng đi. Dừng pin về mà chơi game. Ui, đi làm vui thế nhở? Nhưng mà làm văn phòng thì chán. Làm người nổi tiếng chắc chắn là sướng hơn rồi. Ước gì mình sẽ là một ngôi sao. Nào, make up xong chưa? Rồi. Xong, nhanh, rồi, cưng, vào đây với anh, nhanh. Ôi, vào diện, dai. Nhanh, nhanh. Đi vào đẹp trai cái gì, vào đây, vào ngồi diễn nào. Đây, ngồi đây nhá, ngồi đây xuống này. Đây, anh sẽ chỉ cho em, ngồi xuống. Rồi, cưng, nhớ cho anh này, cây, đấy, cây rất quan trọng. Nhưng chả để làm gì cả, để ngắm thôi. Còn điện thoại, tí nữa, nhấc lên, quay số, gọi điện thoại cho anh nhá. Thỉnh thoảng selfie vài bức về cái này nhá. Ok, đấy, rất đơn giản vậy thôi. Rồi, đội quay đâu rồi, máy quay. Tôi đi thuê cái thằng này à? Bước nhanh chân lên. Máy quay đâu? Máy quay. Máy quay. Đâu rồi? Quên rồi. Ôi giời ơi, mẹ là bắn như S Channel này. Tìm cho tôi cái máy quay ngay lập tức, nhanh lên. Thời gian rồi. Tìm đi. Mày đi tìm đi.
Đâu rồi? Tìm đi. Bây giờ ở chân lên. Có hai cái chân để làm đây. Đâu rồi? Máy đâu rồi? Không tìm được cái máy à? Máy đâu? Cái này dùng được không anh? Cái này hả? Trông cũng được đấy nhở. Nhưng mà dùng thế nào? Để test đã. Màu được phết nhở. Da lên ok này, mẫu xinh này, không phải chỉnh nhiều này. Nhưng mà xem quay được bao nhiêu nhở? 8K luôn. Hợp lý. Nhưng mà có chỉnh được chuyên nghiệp không nhở? Chỉnh mấy thông số thứ. Ủa có luôn này. Căng, ui. Được phết nhở, màu mè đẹp. Thay máy quay được cái này. Còn chỉnh được cả thông số đầy đủ luôn. Ngon. Lấy nét bằng tay luôn. Ui. Chụp phông xóa tin. Nét thế. Được. Hợp lý. Chỉnh cả màn chập, ISO các thứ đầy đủ. Ui. Mic này. Ui. Thu đủ hướng luôn. Ở thế này thì cần gì phải set 2-3 mic nữa. Một mic là được rồi. Một cái này là ok rồi. Ngon. Thôi chuẩn bị vào quay thôi nhở. Rồi máy quay sẵn sàng. Rồi trợ lý. Quay. MV màn đám tang cảnh 1. Không được. Bây giờ mình phải ước cái gì thật thực tế vào. Bài giấc mơ vừa rồi việc gì của mình cũng được giải quyết bằng nốt 20. Bây giờ mình sẽ ước có được chiếc điện thoại đấy. Ước gì mình có được chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 20. Từ khi có chiếc Note 20 Ultra, cô bán được nhiều diêm, rồi đi học, rồi bán diêm, rồi tiết kiệm, đi học, bán diêm, tiết kiệm và thành công!